Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020 trong bối cảnh nhiều dấu hiệu tăng trưởng khả quan và dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tinh thần không chủ quan với dịch bệnh, đồng thời đánh giá việc kiểm soát tốt dịch bệnh 30 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng là sự cố gắng rất lớn của ngành y tế, quân đội, công an và các địa phương. Thủ tướng cũng cho biết xuất siêu trên 17 tỷ đô la Mỹ là con số kỷ lục trong bối cảnh nhập khẩu bị hạn chế. Ngành nông nghiệp phấn đấu vượt mức xuất khẩu trên 41 tỷ đô la Mỹ với nhiều nhà máy chế biến, nhiều mặt hàng nông sản và đặc biệt là khai thác sử dụng hiệu quả kịp thời hiệp định EVFTA. Thu hút đầu tư nước ngoài mặc dù trong khó khăn nhưng với nhiều hình thức phù hợp, cả nước đã thu hút trên 21 tỷ đô la Mỹ. Ngành ngân hàng cũng đang phấn đấu quyết liệt để tăng cường dự trữ ngoại hối. Việt Nam đã duy trì được phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh quốc tế đang suy thoái kinh tế nặng nề.